tay gói người cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em nan. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Đơn xưa tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng nguôi thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời, âu yếm người tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai. Xuân hồng.